Xin chào các bác nhé, em tiếp tục giới thiệu các bác tiếp một cái siêu phẩm máy hút ẩm Mitsubishi mắt liếc dò tìm phát hiện độ ẩm. Độ ẩm ở đâu cao thì máy sẽ hướng cái cửa gió khô vào đấy. Đấy là gọi là dòng siêu phẩm luôn, mã số 5 các bác nhé, cực đẹp. Máy không có gì để chê luôn, nguyên bản 100% hết. Về chính tay em vệ sinh test. Hình thức rất mới các bạn. Trên máy bảng điều khiển giao diện tiếng Anh rất dễ dùng các bạn này. Sản xuất tại Nhật Bản luôn. Để có chế độ hút ẩm theo ý các bạn, có thể cài đặt độ ẩm 50%, 60, 70 tùy ý mình luôn nhé. Có chế độ hút ẩm cao này, thấp, sấy quần áo các kiểu. Đấy, các bác dùng chế độ hút ẩm chính là sấy quần áo đấy các bạn nhé. Hẹn giờ tắt này. Yeah. Đảo gió này. Hai cánh gió hướng gió đảo. Hẹn giờ giữ 3 giây khóa giữ 3 giây khóa trẻ em. Đấy, khóa luôn. Đấy. Chế độ movie e tự động hút ẩm. Khóa chất luôn. Chiếc này tem mát đấy các bạn. Hút 14,5 lít một ngày. Chưa? Điện 220V, nặng 13 kg, sản xuất tại Nhật. Giảm nhất rất mới coi nhé, cực đẹp luôn. Nguyên bản 100% không sửa chữa động chạm gì. Cái này em bán 3,9 triệu bảo hành 1 năm. Giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào đang có nhu cầu hút ẩm thì các bác mua đầu mùa sớm đi ạ. Máy có chức năng hút ẩm, sấy quần áo cực tuyệt luôn. Và những ngày độ ẩm cao thì các bác hút ẩm, ví dụ như hôm nay em đang quay độ ẩm miền Bắc đợt này khá cao nên thì mùa hè luôn. Mùa năm thì phải mùa đông mới bán. Cuối năm và đầu năm bán, bây giờ thì bán quanh hút ẩm quanh năm rồi ạ. Vì độ ẩm bây giờ thời tiết rất buồn cười luôn, mùa hè mà độ ẩm rất là cao các bác. Nhà nó ẩm khó chịu. Các bác có máy hút ẩm trong nhà thì nhà lúc nào nó khô ráo, sạch sẽ. Quần áo chăn màn thơm tho, không bị ẩm mốc. Đặc biệt là các bác nào mà chơi đồ điện tử nhiều nên sắm một chiếc hút ẩm các bác nhé. Tàu này điện chạy 220V nên là rất là tiện, các bác di chuyển khá là dễ dàng. Có bánh xe đẩy ở dưới. Hút ẩm thì em bán 220V thôi, hút ẩm điện 100V thì mình dùng nó hơi bất tiện. Chào các bác nhé.